Vậy chúng ta sẽ sang với phần tiếp theo, phần C trong bài học ngày hôm nay, đó là thang pH. Thang pH là gì? Và chúng ta đã biết rằng để có thể nhận biết giữa axit và bazơ với các cái hợp chất có tính trung tính khác, ví dụ như là muối, muối ăn, natri clorua, thì chúng ta sẽ sử dụng quỳ tím, các cái chất thử, các chất chỉ thị là quỳ tím hoặc là dung dịch phenol phthalein. Nhưng quỳ tím hay phenol phthalein chỉ giúp chúng ta phân biệt được giữa axit với bazơ, phân biệt được giữa HCl với NaOH, chứ không thể giúp chúng ta phân biệt được giữa HCl với H2SO4, không giúp chúng ta phân biệt được giữa NaOH với BaOH tất cả hai lần, giả dụ như thế. Vậy thì thang đo pH sẽ giúp chúng ta đo được biểu là một thang biểu thị được độ axit, độ bazơ của các hợp chất vô cơ. Và với thang pH này, người ta sẽ chia thang ra làm 14 nấc, với nấc ở giữa đó là số 7. Số 7 sẽ đại diện cho các hợp chất có môi trường trung tính. Các hợp chất mà có tính pH chạy từ nhỏ hơn 7, nghĩa là từ 7 trở về 1, thì sẽ có tính axit. Còn các hợp chất mà có pH đi từ 7 về 14 thì sẽ có tính bazơ. Và sự đổi màu ở đây cũng rất rõ ràng, bắt đầu đi từ màu đỏ đậm, xong rồi nhạt dần về màu trung tính, sau đó sẽ đậm dần theo về màu xanh, và đây là sẽ là màu xanh đậm nhất. Vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là sẽ chia ra với các cái chất có các cái nồng độ khác nhau thì pH cũng sẽ khác nhau. Và cụ thể với các chất mà có pH càng cao, pH này càng cao thì tính bazơ càng mạnh. pH càng cao nghĩa là pH đi từ lớn hơn 7 cho đến 14, khi là pH mà tăng thì tính bazơ sẽ tăng. Và ngược lại, nếu các cái chất có tính axit khi mà pH nhỏ hơn 7, pH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy là nếu mà axit nào có pH bằng 1 thì đó là axit mạnh. pH các bazơ nào mà có pH bằng 14 thì đó là các bazơ mạnh. Và pH có rất nhiều, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống, không chỉ đối với các con người mà đối với cả tất cả các hệ sinh vật của chúng ta trong trong tự nhiên. Bạn trong pH, độ pH ở trong máu của người cũng như động vật luôn luôn ổn định. Và mỗi loại cây trồng, mỗi loại cây trồng thực vật lại có lại thích hợp với một loại nồng, một loại, một độ pH khác nhau của đất để có thể phát triển một cách bình thường. Ví dụ với các loại như cây thông thì lại thích hợp với các loại đất trồng có pH nhỏ hơn 7, tức là đất chua. Còn với các cái cây, ví dụ như cây xà lách hay là cây dấu diếp, thì lại là các cây mà thích hợp trồng ở các vùng đất mà có tính kiềm, tức là pH lớn hơn 7. Ngay cả các ngoài, không chỉ có thực vật mà ngay cả động vật cũng vậy. Các loài cá, loài cá thì thường sẽ sống trong các môi trường mà có pH bằng 7. Vậy nếu giả dụ trong trường hợp không may khi mà xảy ra hiện tượng mưa axit, làm cho mưa axit với pH nhỏ hơn 3, giả dụ thế, và khi nước mưa có cái tính axit đó nó sẽ bị tích tụ lại ở trong các cái hồ hoặc là cái ao cá, thì sẽ làm cho pH nó sẽ giảm đi và sẽ là một cái điều kiện không thích hợp, một cái trở ngại cho sự phát triển của cá, hoặc là làm dẫn đến cho các loài cá hoặc các loài sinh vật ở dưới các cái ao hoặc cái sông, cái ao, cái hồ đó bị chết. Vậy thì để có thể
nâng độ pH lên thì chúng ta sẽ có thể cho các cái chất có tính bazơ. Ví dụ như là vôi tôi chúng ta vừa được học xong đúng không? Thì sẽ là giúp nâng nâng độ pH trung hòa bớt lượng axit để có thể là bảo vệ được các loài sinh vật ở trong ao hoặc hồ đó. Vậy chúng ta thấy rằng là pH có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống không chỉ có con người và đối với tất cả các cái loài sinh vật sống trên trái đất của chúng ta. Và để củng cố bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào làm một số các bài tập sau. Bài đầu tiên là một bài tập nhận biết khá quen thuộc rồi. Bài này đó là có 3 dung dịch mà chúng ta cần phải nhận biết, đó là natri hydroxit, bari hydroxit và muối natri clorua. 3 dung dịch này đều là 3 dung dịch không màu trong suốt. Vậy để làm thế nào để có thể nhận biết được 3 dung dịch này? Dạ. Vậy thì mẹ chúng ta làm cái bước đầu tiên chúng ta làm với các bài tập nhận biết vô cơ, vậy cô cũng nhắc rất là nhiều lần ở trong các bài học trước rồi, đó là chúng ta sẽ phân loại các hợp chất này ra, đâu là muối, đâu là axit và đâu là bazơ, để có thể sử dụng ngay một loại thuốc chất chỉ thị để có thể nhận biết được. Và ở đây với 3 hợp chất của chúng ta đó là natri hydroxit 1 bazơ, bari hydroxit 1 bazơ tan nữa và muối. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng ngay quỳ tím hoặc dung dịch phenolphthalein để có thể tách ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là các dung dịch làm quỳ tím đổi sang màu xanh và nhóm không làm đổi màu hay gọi là không có hiện tượng gì cả. Và nhóm mà làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh đó là bazơ natri hydroxit và bari hydroxit. Bên này không làm đổi màu chính là muối natri clorua. Vậy thì chỉ cần sử dụng thuốc thử này thôi, chúng ta đã có thể nhận biết ngay muối natri clorua rồi. Và không chỉ dùng quỳ tím mà chúng ta có thể dùng dung dịch phenolphthalein không màu. Nếu cho vào